birds of the same feather flock together, những con chim mà nó cùng giống với nhau, cái bầy chim, bầy hạc, bầy ngỗng, bầy vịt đó, thì nó flock together thì nó lại họp lại thành đoàn với nhau. Dạ. Đó là cái câu mà nó tương tự với ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Dạ, dạ, dạ vâng. Xin lỗi thầy Trúc với lại Quỳnh Anh là hồi nãy đó Nha Lan đọc thiếu một câu hỏi khác của cụ Nguyễn Hồng Bảo. Cụ còn muốn hỏi một câu là một giọt máu đào hơn ao nước lã, thì tiếng Anh nói như thế nào hả anh? Đây cũng là một cái câu thuật ngữ mà Nhã Lan thắc mắc bao lâu rồi. Cái câu này đó thì Quỳnh Anh có biết không, biết đúng không thưa thầy, là blood is thicker than water, đúng không ạ? Đây là một cái sự tương đồng hay tuyệt, hai nền văn hóa khác nhau đã gặp nhau ở trong câu này. Cả hai nền văn hóa Việt và văn hóa Anh Mỹ thì đều dùng máu để nói về sự gần gũi, thân tình, gắn bó, máu mủ cùng một gia đình, cùng một gia tộc với nhau. Thành thử ra cái câu đó mà cô Quỳnh Anh vừa mới nói đó, blood is thicker than water. Thick tức là dày, phải xách dày. Thế bây giờ nếu cô nấu một nồi cháo mà cô đổ ít nước vào trong thì cái cháo đó là đặc. Cháo đặc. Cái đó là cũng là thick. Thế thì trái với nghĩa của thick là thin. Thin là mỏng, mỏng đó, mỏng. Ok. Thế thì thick là dày, là đặc, cái máu đặc hơn nước lã thì đúng là một giọt máu đào hơn ăn nước lã rồi. Thick is blood is thicker than water. Thì cũng giống như Việt Nam nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dạ vâng, thưa anh. Còn nữa, Nhã Lan nhớ là cái câu mà cái cậu hàng xóm kế bên nhà Nhã Lan hồi ở Sài Gòn á, thì cứ hay bị bố mắng rằng là, mà Nhã Lan nghe lóm được, đó là cái câu là nhân cư vi bất thiện. Mà người Mỹ có nói cái câu nào tương tự như thế không ạ? Có, đó là câu constant occupation prevents temptation. Câu này thì nó hơi dài dòng một chút, chứ thực sự là cái ý nghĩa giống nhau. Cái constant tức là luôn luôn, không ngừng nghỉ. Constant tức là liên tiếp, không ngừng nghỉ bao giờ cả. Occupation là do động từ to occupy mà ra. Occupy có nghĩa là bận rộn một cái chuyện gì đó. Hay là thí dụ như ông ấy vào trong buồng tắm ngồi cả 2 tiếng đồng hồ. He occupies the bathroom for 2 hours. Occupy. Bây giờ thí dụ như to keep somebody occupied, tức là thí dụ như thằng bé nó đến nhà nó phá quá, bây giờ mình đưa cho nó một cái quyển sách để nó tô màu. To keep him occupied, để cho nó bận rộn, nó khỏi phá làng phá xóm. Cái to occupy tức là làm bận tay làm một chuyện gì đó. Như tôi vừa mới nói, to keep somebody occupied làm cho ai một cái việc gì để làm, để bận tay bận chân. To prevent là ngăn, là cấm, là tránh, không cho một cái chuyện gì xảy ra. Thế thì cái động từ to tempt là cám dỗ. Thế thì khi nói là I was tempted tức là tôi bị cám dỗ. Thí dụ tôi nói I was tempted to say yes. Trời, lúc bây giờ tôi định nói là đồng ý. Lúc bây giờ tôi nghe rồi tôi thích quá, tôi bị cám dỗ. Định nói nhận lời rồi. Hay là I was tempted by the ice cream. Tôi thì đang muốn xuống bớt một ít cân, thế mà trông thấy cái ice cream ngon quá thì mới thôi. Để tôi I was tempted by the ice cream. Cái temptation tôi động từ to tempt là cám dỗ, temptation là sự cám dỗ. Thành thử ra hai cô cũng đều biết cái quả táo ở trong vườn địa đàng là the first temptation, tức là cái cám dỗ đầu tiên. Toàn câu lúc nãy tôi nói là constant occupation prevents temptation, tức là một cái việc gì đó mà nó làm cho mình bận rộn luôn luôn không ngơi tay thì nó prevents temptation, thì nó ngăn cản, nó không cho cái sự cám dỗ nó nổi dậy. Nghĩa là bận rộn luôn tay thì tránh được những cám dỗ. Như vậy thì cũng rất gần với câu nhàn cư tức là ở nhàn, tức là không làm gì cả. Vì bất thiện thì sẽ nghĩ ra những cái chuyện mà nó không có tử tế, không tốt đẹp. Nhàn cư là ở không, vì bất thiện thì sẽ đưa tới những việc làm không hay, không tốt. Do đó cái câu tục ngữ gần với cái câu nhàn cư vì bất thiện là constant occupation prevents temptation. Nó làm cho vần trên kia là occupation, dưới là temptation. Thì nó vần. Hay quá nhỉ. Còn con trai của Quỳnh Anh thì nó có nói với Quỳnh Anh là nó để dành không biết là cỡ nào, bao nhiêu giờ mới đủ tiền. Nếu mà nó để dành khá khá đó, nó sẽ mua cho em nó cái món quà sinh nhật lớn nhất.
Nó hứa vậy đó, nó để dành tiền để mua cho em nó một món quà lớn nhất từ trước đến nay. Trước giờ của cậu mua mấy món nhỏ thôi. Giờ của anh mình anh mới mình muốn nói với nó là đừng có nói trước vậy. Khoan hãy nói phải không? Cứ chờ khi nào có đủ tiền rồi hãy nói. Phải không? Mình anh muốn biết là có một câu như là trong cái câu chuyện mà cô Beret á mà mang cái thấu sữa, cái liễn sữa đi tưởng tượng ra bao nhiêu là chuyện mà cuối cùng bị té cái liễn sữa đổ đi hết. Đúng rồi, cũng tưởng tượng vậy là hết mộng mua gà, mua bò. Mình đang nhớ là đọc cái bài ngụ ngôn đó của cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch đó thưa anh. Đúng rồi. Xin anh cho một câu tục ngữ với ý nghĩa như là như Quỳnh Anh mới vừa nói để mà mình anh về mình nói lại lấy le từ nhỏ. Tức là Quỳnh Anh nói rằng là bây giờ đó, chưa để dành được tiền thì đừng có nói, chỉ nào mà để dành được tiền đó, thì hãy nói. Thế thì tôi thấy có một câu nó khá giống như thế. Cô lại nhắc cái chuyện của cô Beret, là trong một bài ngụ ngôn của La Fontaine. Cô này cô ấy đội một cái liễn sữa đi, cô ấy tưởng tượng nó bán hết sữa thì cô ấy đi mua trứng gà về nhà nở ra bầy gà, cô ấy bán gà thì cô ấy mua con lợn con heo gì đấy. Nhưng mà sau cô ấy vấp cô ấy té thì thực ra cái tưởng tượng nó không đi đâu cả. Cũng như là cậu con trai của Quỳnh Anh đó cứ nói ô chừng nào mà con có $200 con sẽ mua cho em một cái iPod. Thì bây giờ thì thôi thì bây giờ con cứ chờ đi, chừng nào để dành đủ tiền thì hãy nói. Thì Quỳnh Anh có thể dùng câu này: Do not count your chickens before they are hatched. Do not count your chickens before they are hatched. Thế cô Nhã Lan trông có vẻ tươi quá, hình như cô hiểu câu đó là gì? Dạ vâng, Nhã Lan hiểu là tất cả mấy cái chữ đó thưa thầy, đừng đếm những con gà của bạn trước khi mà chúng hatch. Hatch là cái gì thưa anh? Do not count your chickens before they are hatched. Hatch. Nó do động từ to hatch có nghĩa là nở. Thí dụ người ta nói là the eggs hatch after 21 days. The eggs hatch after 21 days. Tức là trứng gà đó sau 21 ngày thì nó nở. Thế từ cái động từ to hatch đó nó có một danh từ hatchling. Là cái con gà nó vừa mới nở xong con gà con vịt nó vừa mới nở đó thôi. Con chim mới nở. Thế thì Nhã Lan thấy làm sao? Người Mỹ đó họ có nói một cái câu là thùng rỗng kêu to không anh? Tại vì như người Việt hay nói rằng là ông ấy hay nói nổ bậy, chẳng có cái gì hết mà cứ nói oang oang ra. Tôi nghĩ cô hỏi tôi là tiếng Anh có cái câu nào là mà tưởng tượng vậy như thùng rỗng kêu to thì tôi thấy có một câu giống hệt như vậy. Khác gì cả. Câu đó là empty vessels make the most noise. Empty vessels make the most noise. Cái vessels là cái tàu, cái thuyền. Vessel là cái tàu, cái thuyền, cũng có nghĩa là cái thùng và cái chậu, cái dùng để chứa cái gì đó. Thí dụ như cô mấy hôm nay mà cứ dịch tin thế nào cô cũng thấy là a barrel of oil, tức là một thùng dầu thô đó. Ok, thế thì khi cái thùng dầu thô đó mà nó đầy hết tất cả lên, cô gõ lấy cái búa cô gõ không có ra thì tiếng nó không kêu tại gì vì cả. Nó đặc ở trong. Thế bây giờ đổ hết cái dầu đó ra thì nó không có cái gì cả, cô gõ thì nó kêu lớn lắm. Thì ra cái thùng hay khi quá mà nó rỗng đó, là empty. Empty là rỗng. Thì nói đổ cái đống nước này ra đi. Empty the vessel, tức là đổ cái đống nước đó ra đi. Empty. Tôi nói là tôi về nhà tối nào tôi cũng lục túi lấy hết tất cả các thứ ở trong túi ra để trên bàn. I emptied the pocket every night. Empty, to empty tức là làm cho trống rỗng, lấy hết tất cả ra. Thế thì, thí dụ empty handed, cô đi Las Vegas về, tôi hỏi là sao cô sao? Đóng tiền điện cho Las Vegas. Empty handed, tức là tay không, tay trắng.